Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cho vị tướng ra nha mọi người. Thì bên kia thằng nó biết mất thằng tail nát của mình rồi nha mọi người. Nên sẵn tiện mình sẽ làm vị tướng ra để giới thiệu cho anh em luôn. Mùa 24 này có gì đặc sắc nha. Rồi, thì ra thì hiện tại thì đang có một buổi skin rất là đẹp luôn nha mọi người. Nhưng mà rất tiếc là mình không có tiền mua. Nên mình chơi skin của thằng One Big Man nha mọi người. Đấy, thằng Saitama này. Với Saitama thì hiện tại thì nó không có tác đâu nha anh em. Nhưng mà thằng này thì mình sẽ phối cho nó một cái đầu tác ba màu nha anh em. Vậy khá là hề hước luôn nha. Này này. Rồi, thì cho vị tướng ra này thì anh em cặn cho mình full chiêu hơi cho mình nha. Và mắt chiêu cuối luôn cũng được nha. Đấy. Rồi về trang bị bản ngọc và bản hỗ trợ mình sẽ để gần cuối video cho anh em rồi cần nha. Anh em nào chơi vị tướng ra này có thể tham khảo bản ngọc của mình để mình leo rank nha mọi người. Rồi ok. Với lại anh em nào đây có mọn nha mọi người, xuống là lụm rừng ở đây nè. Taiwanat, biết Taiwanat của mình này. Biết ôi tập biến mất mọi người. Rồi thì anh em xem clip hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Về lắm đường mid của mình nè mọi người. Đấy, mọi người nhanh check map. Mọi người đi mid thì mọi người nên canh cái lượng lính của mình nha. Lượng lính của mình, đường mid của mình nha. Khi nó lên là mọi người cứ đi về liền nha. Đứng đây canh thằng Đây anh em. Lắm này, ôi nó heo thằng luôn mọi người. Là ok lắm. Ui trời ơi, pha này bị tóc biến lúa rồi mọi người. Đấy, tóc biến lúa mất rồi anh em ơi. Để thằng mình chú ý thằng Alan nha mọi người, nên không có bị trúng chiều cuối chiều trố của thằng Omen mất mọi người, nên mình tóc biến luôn nha. Thì pha đó cũng hơi lố nha anh em thông cảm nha. Nhiều khi mình hôm mận quá nên mình tóc biến lên để mình ăn thằng chú ý thằng ấy thôi, nhưng mà không ngờ nó bị trố mất mọi người. Đấy, nhưng mà lâu lâu mình đổi vị tướng này mình chơi thì mình cũng chưa có quen lắm nha mọi người. Nhưng mà mọi người chơi theo như mình đấy thì có thể nói chung là mình chơi cách chơi cơ bản nha mọi người, chơi bản cho một người leo rank họ đơn giản nha. Chứ còn mình dụ như mình bát như tên TikTok thì không có giống lầm nha mọi người. Với lại mình cũng chưa có tập kỹ con vị tướng này như thế nào, nên mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em cách chơi đơn giản cái vị tướng này để cho mình cơ bản để mọi người leo rank hiệu quả của con ra này nha. Đắp đây này đấy, mình cứ đấm vào đó nha mọi người, đấm chiêu hơi vào nha. Mọi người cần full chưa cho mình nha. Rồi xuống đường rồng hỗ trợ nè mọi người. Đếp sang đường lính của đường mid là mọi người xuống đường rồng mình nha. Đứng đây canh nó xuống. Ôi nó quanh lệ rồi. Tưởng nó thằng Island nó lăn là mid nha mọi người, nhưng mà thật ra nó quanh lệ rồi. Đây. Canh mang đấm nó một chưa hơi một phát nha mọi người. Nó lên bận điểm số này ok. Hay quá, pha đó mình tưởng không có ăn được mận, nhưng mà cũng đấm được nha mọi người. Dùng chữ cuối đấm này. Ok, double kill nha anh em. Nhưng mà bị trụ bán mất mọi người. Không sao nha, trụ bán thì nó không có cặn tiền với là điểm cho bên tay mận lo nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm nha. Và đó bên trụ cũng không sao nha. Rồi, đấy, nhiều anh em chơi vị tướng ra là rất là highlight luôn nha mọi người. Đấy, có nhiều có highlight rất là hay luôn. Nhưng mà hiện tại mình chưa có làm được nha. Với lại mình cũng mới tập chơi vị tướng ra này thôi. Sẵn tiện bị biết mất tail tag của mình á, nên mình sẽ chơi vị tướng ra. À này, trong lầm này, Island này. Đấy, nên mình sẽ chơi vị tướng ra để mình giới thiệu cho anh em nha. Từ tiểu măng thầu này. Ôi, nay mất một người phát nữa nè. Rồi chạy mất rồi. Phát nữa, đấm một phát chiêu hơi nữa là nó lên bằng đi số thôi nha anh em. Đấy, combo thì về vị tướng ra là rất là đơn giản nha mọi người. Mọi người dùng chiêu hai này, cấu rỉa này. Khi nào mà mọi người tính đủ cái lượng đam á, thì mọi người dùng chiêu một hoặc chiêu cuối nha, sóc đam nha. Đấy, mà về nội tệ của vị tướng ra này, mọi người đánh hai cái thì sẽ có một cái đẩy lên nha mọi người. Rồi ok, là một kill nữa này. Đấy, khi mọi người ăn rừng nha mọi người nên canh ma đấm con quái rừng nha.
nhiều khi một người đẩy nó ra ngoài luôn đấy, nên anh em cứ tranh thủ đánh mà ép với vô tường nha, đừng có đẩy ra ngoài nha. Đấy, mọi người cứ lúc nào cũng để con bị con quái rừng này nó vô trong cái tường này, cho anh em đẩy ra ngoài là nó sẽ mắc cái đầu tờ đấy. Rồi hay quá, đây này, đấy mình dẫn thôi nha. Nấp này, ai lên nè anh em. Ôi thằng này nó đi đâu, thằng này ta nó đi kiếm bùa đỏ à ta. Bùa đỏ này, rồi ok rồi. Né liền nha mọi người, dùng chiêu một né chiêu cuối của thằng Island liền nha. Đấm cho mày cái này. Rồi ok. Thì Island nó có một cái nội tợ là mọi người khi mà dùng, khi dùng chiêu cuối sau mọi người lướt là nó sẽ gây choáng nha, Nên em cân nhắc khi mà dùng chiêu đấm của mình hoặc dùng chiêu cuối của mình để mình tẩu thoát nha mọi người. Đây mọi người bấm tranh thủ bấm nhanh đi nha. Đấy mọi người cứ ép con quái lính vô trong cái trụ này, vô trong cái bà tường này nha. Không nên để con cái mục tiêu của con quái nó nằm ngoài nha mọi người. Đấy, nhiều khi mình đẩy ra ngoài đó. Làm sao kéo được mình Omen. Đây, có một thằng đằng kia mọi người. Cần cho con né này, ok, né được hay quá. Đép xăng được lính đường giữa này, mình sẽ xuống dưới đường rồng hỗ trợ team nha. Rồi, đã có luôn sách là mọi người. Anh em nhớ cho mình cố gắng giúp mình được một like với nhau mọi người, quay một coi sub với nhau mọi người. Vì cái máu của mình nên anh em cố gắng mà like và sub kênh để mình có động lực ra video thường xuyên hơn nha anh em. Với lại gần đợt trước thì mình có đài. Đợt trước mình mắc công việc bận nha mọi người. May này. Đấy. Nên mình không có ra video thường xuyên, nhưng mà đợt này mình rảnh rồi nha mọi người. Nên mình ra video thường xuyên cho anh em. Nên anh em cố gắng giúp mình đọc một cái sub nha. Đấy, đép được lính này là mình sẽ hỗ trợ ăn rồng với thằng Phoenix nha mọi người. Thì vị tướng Phoenix này cũng ăn rừng rất là nhanh luôn nha anh em. Nên anh em cũng không cần hỗ trợ nhiều đâu. Đấm con rồng này, ok. Ôi teo nát này, anh teo nát này, teo nát ơi. Ok, dùng chiêu cuối đẩy nha. Ui, toàn rồi anh em. Pha này ngủ chơi ảo rồi. Pha vừa rồi thì ảo một chút nha mọi người. Đấy, mình cứ nghĩ rằng mình đang trên đời. Rồi trên đời có lợi thế đấy, mình đang tìm bận ấy. Nên mình thấy thằng teo nát là mình khá là ghiền luôn đấy. Nên mình là lâu lên mình đánh nó, nhưng mà combo thì không chắc được teo nát nha mọi người. Đủ bao nhiêu rồi nhưng mà không giết được teo nát nha. Và đó mà không có Omen thì ngon nha mọi người. Làm được teo nát vô tư. Nhưng mà thằng Omen đang nó lò ra mắt một người dùng cho cuối trốn mình mất. Nên pha đó mình mới bị mất kiểm soát của thằng mất vị trí của thằng Kaionat này. Ok thôi, ăn đỡ thằng trao nha anh em. Toro này, trao đánh lao cũng chết nha mọi người. Lầm đi rồi ok. Về luôn. Đây. Mình không có chiêu cuối, mình không dám vồ mọi người. Thằng ra này phải đủ combo mới lụm được tên bọn nha mọi người. Chứ mọi người đánh một hai chiêu là không có ăn được combo đâu, không có ăn được bọn của tên đó đâu. Tên nó đại cây máu luôn. Rồi tạm thời mình lui về nha. Mình mới thấy thằng nọ ở dưới đường rồng của mọi người, nên mình không giống xuống pha đó nha. Rút kinh nghiệm đợt vừa rồi nó ăn teo nát nha. Đợt vừa rồi thằng teo nát bị lố mất mọi người. Nên lên bằng điểm số nha, pha đó thật nói chung là hơi bị quăng, hơi chú quăng chút, hơi ảo nha. Ăn rồng đi anh em. Đây này, ba thằng này lẩm xăng này là đang ăn rồng vô tư á. Thôi ăn đỡ Omen nha anh em. Mày hồi nãy chó này ở nam thằng dòng mua mình nó thì nó sẽ lên bảng điểm số ngay lập tức nha mọi người. Không có đường nào mà thoát được hết cả.
Rồi tới thằng Toro này, lâm Toro luôn này, chả mắc rồi mọi người. Rồi mình đi vàng xuống mình bán thằng Teo Nát nha. Teo Nát hay đi lẻ này, nhưng mà có thằng Oman Boke nó cũng hay đi chung á. Bọn nó về nhanh ghê luôn anh em. Má thấy nó ở dưới đường dưới, nhưng mà đợi đã thấy về đường giữa đó này. Anh này đâu đây? Một bọn lên bọn điểm số này. Từ từ thôi anh em. Hơi thằng này. Ok, chạy được. Đỡ cho này, rồi. Từ từ thôi, Yuka. Thằng Tulane này nó xanh rồi thì nó đánh đầu tiên nó khá là đau nha mọi người. Nên mọi người từ từ hãy lên nha. Đây này. Ok. Team này nó được thiếu sát thương của AD nha mọi người. Có thằng Van Hay nó lên sát thương phép mắt anh em. Lên mất một cái lượng sát thương đam chính nha. Để cho thằng có thằng Phoenix nó lên cũng được, nhưng mà hiện tại thì thằng nếu mà có một sở thủ nữa là ngon nha mọi người. Đấy. Team bọn thì khá là trao luôn, nên một mình thằng Van Hay thì không có làm gì được nha. Chỉ bắt được thằng chỉ lấy được thằng Teo Nát thôi. Nhưng mà hiện tại Teo Nát thì nó không có và dụng nó vô này. Vô đây mày. Anh em ra đây anh em. Mày lì này ấy bị lừa rồi nha con. Từ từ lên kiếm mượn nha mọi người. Đợi tem, đợi mình lên, đợi lên. Ví bọn tao này. Đây, Toro này. Chả đi đâu nữa Toro này. Rồi trận này mình lên mình sẽ win luôn nha mọi người. Chắc kết thúc trận đấu là đây luôn. Tên bọn check 5 mọi người rồi. Từ né ra nha, né các bạn ra nha. Đây này, thải cho mày phát này. Rồi ok, chắc chấm dứt trận đấu tại live luôn anh em. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Hẹn mọi người clip sau, bye bye anh em.